Rồi, hello anh em ha, buổi tối ấm áp. Nay sắp phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em con SS50 ha. Con này giá sinh viên anh em. Con này là giá sinh viên SS50. Này đúng đời 67 anh em ha. Đây. Đó, hôm nay sẽ review cho anh em con xe giá sinh viên, giá cực kỳ dễ chơi luôn. Đó. Xe này liền lạc. Xe này muốn đi chơi cũng được, đi muốn đi cà phê cũng được, muốn đi làm cũng được, đi cài cũng được. Máy này là ok lắm nha anh em, máy 100. Đó, rồi. Thì đầu tiên thì như những chiếc xe khác thôi thì shop sẽ review từ trên xuống dưới cho những anh em ở xa xem ha. Quay thật là chi tiết cho những anh em ở xa xem. Đó, đây. Dán zin thì nhiều anh em dặn shop thì hôm nay shop sẽ đó, đầu tiên thì shop sẽ quay cho anh em bình xăng lớn 67. Cái xe này nó không bóng. Nước sơn là không bóng không mờ nha anh em. Được khá thôi chứ không gọi là sạch sẽ thôi chứ không gọi là đẹp anh em ha. Đây nước sơn sườn ha. Yên thì là yên shop đã làm mốt rồi. Không phải là yên mới nha, yên này phải yên mới nha anh em. Mà có làm mốt rồi ha. Ngồi rất là êm cho anh em. Đây. Nước sơn sườn. Sườn đẹp, cái xe này là sườn bao đẹp anh em ha. Xe này là sườn bao đẹp. Được sắp dọn cái dán zin cho anh em. Từ câm niền phụt trước phụt sau là zin. Này, phụt trước phụt sau là zin anh em ha. Phụt trước phụt sau zin. Câm niền là shop vừa mới vô cho anh em luôn. Nên những cái chiếc xe mà bên shop bán thì anh em mới bị yên tâm. Từ niền câm dặn chân lúc nào cũng bị sạch sẽ, ngon lành cho anh em ha. Đó, đây. Niền câm mới. Shop vừa mới vô cho anh em luôn. Vỏ xe còn khá anh em ha. Vỏ xe nè. Đó. Quay ra đằng sau. Bốn tay xi nhan Atimon. Đó. Bốn tay xi nhan Atimon. Ba ga sau ha. Đó. Shop lúc nào cũng vậy, từ xe rẻ anh em ấy. Để ý shop những cái chiếc xe mà shop bán từ xe rẻ tới xe mắc. Lúc nào shop cũng vô đầy đủ hết cho anh em, từ dàn điện, dàn chân, lúc nào cũng sạch sẽ, cứng cáp cho anh em. Đó, anh em nhìn nè ha. Đi lên trên. Đây, phục trước, phục sau ha. Liền, gấp, cứng khừ. À, đây nè ha. Nước sơn này không gọi là bóng bẩy, nước sơn không gọi là bóng ha, nhưng mà rất là chắc chắn nè, đẹp. Con xe này thì tại vì shop dọn dán zin, dọn dán zin của nó là shop không có dán bộ tem anh em ha. Thì những anh em nào mà ví dụ hết cái xe này muốn dán bộ tem thì shop sẽ tặng cho anh em một bộ tem dán full xe, nhưng mà tại vì cái hữu dán zin là mình không có dán bộ tem. Dán bộ tem vô nhìn nó có nhiều người ta không chịu với cái logo trước này đây. Đó, có nhiều ông chú không chịu gắn cái logo đây. Nếu mà đúng dán zin là chỉ để gì thôi. Đó, sắp để cái đèn kèn chính giữa cho anh em ha. Đó, đèn chính giữa không gắn logo. Đó, con xe này là đi chơi cũng được, đi làm cũng được, đi cài cũng được, đi phượt, đi tui cũng được hết. Giá rất là dễ chơi. Đây, sắp test luôn cho anh em. Thì thường những anh em biết ha, xe của shop là từ xe rẻ, xe mắc, xe cao cấp là đều lúc nào cũng phải xi nhan đèn kèn đầy đủ hết cho anh em. Về là thả vô một sợi dây điện một. Đó, anh em đi nè ha. Xe bên shop lúc nào cũng vậy. Một cộng một. Về là xe vừa về là kêu thằng em xả dây điện ra, thả bộ dây điện mới vô liền cho anh em. Đó. Đầy đủ hết cho những anh em ở xa, những anh em mà mua xe bên shop thì được sắp dọn sạch sẽ rồi, anh em về chỉ có đổ xăng, cố gắng hết sức luôn là để cho anh em về chỉ có đổ xăng vô mà chạy thôi ha, không có tốn tiền gì hết. Đây đằng trước shop cũng vô niền câm mới cho anh em luôn ha. Đây niền câm mới luôn ha. Đó, sạch sẽ vừa mới vô cho anh em đầy đủ hết. Đó, đây vừa mới vô luôn cho anh em niền câm mới ha, cho anh em sạch sẽ, dàn chân sạch sẽ, cứng cáp. Phục trước phục sau là zin anh em ha. Phục trước phục sau zin. Nên anh em cứ việc yên tâm. Lúc nào cũng vậy, đầy đủ hết cho anh em, những anh em ở xa. Đó. Đây, vô đây. Số khung, số máy. Số khung, số máy quay cho anh em nghe coi ha. Số khung, số máy chuẩn chỉ. Đó. Quay cái sườn sát vô, quay sát cái sườn vô cho những anh em, những ông chú ở xa xem. Cái xe này là sườn rất là đẹp ha. Xe này là sườn rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn đẹp. Quay ở trên, ở dưới bụng giữa ha. Quay rõ ràng vô cho những anh em ở xa. Đó.
quay vô số khung. Thì shop bán xe lúc nào cũng quay rõ ràng cho anh em ha. Từ số sườn, từ số sườn, đó, số máy quay xuống đây. Đó, lúc nào cũng rõ ràng cho những anh em ở xa xem. Số sườn, số máy ha. Đó, cái điện thoại của shop bị hơi cù bắp. Bữa ông anh mà hay theo dõi kênh của shop, họ kêu shop mua iPhone 13 quay đi cho nó đẹp. Đây, gấp chặt đe. Trước cái xe này nó không mới nha, nó không mới không cũ, nó rất là liền ha. Cái xe này rất là liền anh em ha. Đó, đều rất là đều. Đây niền căm. Ngon lành cành đầu hết cho anh em, cứng cáp lắm. Đó. Đây. Cục trước, cục sau zin. Nè, anh em thấy cái nước sơn không? Cái sườn không? Cái sườn sạch sẽ ha, không một lủng nha. Đây, anh em nhìn kỹ ha. Shop lúc nào cũng vậy, quay rõ ràng, chi tiết cho những anh em, những ông chú ở xa. Đây, quay luôn cái biển số luôn. Xe này là biển số 70 nha anh em, Tây Ninh. Tây Ninh ha, 4377. Đó, shop lúc nào cũng quay rõ ràng cho những anh em ở xa xem. Đó, và báo giá luôn cho anh em luôn. Con xe này là 18.500 anh em ha, biển số 70 Tây Ninh. Đó, đi một vòng quay thiệt là chi tiết cho những anh em, những ông chú ở xa. Cũng là những anh em ở xa luôn tin tưởng giọng hậu shop ha. Đó, cái là nhiều ông anh, nhiều ông chú tìm dán zin thì đây. Xe này cực kỳ cứng cáp luôn. Xe này nói chung là khá là cứng cáp. Nó không mới không cũ anh em ha, nó không mới không cũ. Xe rất là liền. Và giá của em nó là 18.500 anh em ha. Shop vô đầy đủ đồ chơi hết. Anh em về chỉ đổ xăng mà chạy thôi. Đây, shop test máy cho anh em luôn. Đó, lúc nào shop cũng vậy, quay rõ ràng chi tiết. Rõ ràng chi tiết cho anh em ha. Test cho anh em nghe thử cái máy ha. Cái xe này là cái tiếng bô của anh em. Cái xe này là tiếng bô, không ai nổ giòn nha anh em. Cái xe này là móc kiểu như móc ù. Nghe hay lắm, nghe cũng lạ lắm anh em. Cái những cái phái tiếng bô này. Xe này là máy 100 nha anh em, 4 số CD. Đó, đây nè, shop lúc nào cũng vậy. Ganh tì nó chỉnh, ganh tì nó hơi nhỏ để sắp chỉnh lớn lên một tí cho anh em nghe ha. Từ nghe bịch cái bô shop lúc nào cũng vậy. Nếu mà những anh em nào mà không biết nghe về máy móc thì đơn giản lắm, anh em chỉ cần bịch cái bô lại. Nếu mà ví dụ cái máy mà có tiếng động nào lạ, mình nghe mình thấy lạ đó, còn anh em bịch sắp bịch nữa ha, bịch cái bô nè anh em nghe ha, không giọng không hú, nghe tiếng máy đều ha anh em ha. Tiếng máy đều ha. Đây là những cho những test cho những anh em ở xa, những ông chú ở xa xem. Ngoài trừ là những cái máy móc thì anh em cứ yên tâm rồi, shop lúc nào cũng vậy, bao cho anh em chạy nên anh em cứ yên tâm ha. Đây, không động không hú anh em ha. Đây, sắp đang bịch cái bô rồi ha. Đó, giờ bỏ tay ra cho anh em nghe thử tiếng máy, có tiếng bô. Cái xe này là móc ù, im á anh em, có nghĩa là móc im á, tại vì có nhiều người ta không thích, cái bô lớn, người ta móc im là móc ù. Còn nó đúng cái 67 á là phải nghe nổ giòn, nghe mới đã. Thì không sao, những anh em nào mà thích cái xe này, muốn đi bô giòn thì shop sẽ gắn một cái bô chim mới cho anh em, hoặc là muốn đi bô này thì đi, nhưng mà tại vì shop thấy cái bô này lạ quá nên gắn luôn cho anh em luôn. Cực kỳ im luôn. Thì thầm ha anh em ha, quay qua để sát máy vô quay cho những anh em ở xa xem. Đó, những anh em ở xa xem ha. Bên kia không giọng không hú ha. Những cái chiếc xe nào mà shop bán, anh em về mà nghe tiếng giọng tiếng hú, shop ship liền cho anh em bộ nồi, shop ship liền cho anh em một bộ nồi mới luôn, chống giọng hú luôn ha. Xe bên shop là anh em yên tâm. Vừa mới canh máy là hết, ngon lành lắm cho anh em luôn, bảo đảm cho anh em xe đi tour là bao phê. Đây, xe này 100. Đó, đi một vòng quay sơ ra một cái từ trên xuống dưới ha, từ sườn bọng, từ chân tâm máy móc cho những anh em, những ông chú ở xa xe.
máy 100 ha, shop vừa mới làm dàn hơi xong nên em sẽ bị yên tâm. Sắp làm cái chiếc 54 kia kìa, cái máy 54 kia kìa, nghe tiếng bô lạ quá, sắp lấy vô đây luôn. Cái dáng zin này á, nè anh em nhìn nè, mình nhìn ha, cái dáng zin này á, thấy cái dáng xe nó cứng, nó không mới cũng không cũ, nhìn nó liền, xe cứng cáp quá, nên để sắp để cái bô này vô, thả cái bô này vô mà không, cái bô này nghe hợp lắm, cái dáng này gọi là bụi bụi nha anh em, nó bụi bụi nha. Shop bao với anh em ha, xe này là shop canh chỉnh máy móc, shop có làm máy móc rồi, xe này shop làm máy móc rồi nên shop bao cho anh em đi luôn á, đi cà phê cũng được, đi chơi cũng được, đi cài cũng được, và giá của nó là 18.500.000 ha. Anh em cần thì có liên hệ qua shop, qua số điện thoại 0909000708 anh em ha. Anh em muốn hình chi tiết thì cứ nhắn qua Zalo của shop, số Zalo của shop là 0909000708 anh em ha. Còn những anh em nào thì có cọc là shop ship toàn quốc hết cho những anh em ở xa, cũng như phụ tùng, từ phụ tùng tới xe là shop ship toàn quốc cho anh em hết, nên những anh em biết việc yên tâm. Từ ngoài Hà Nội, Hải Phòng hay là Sơn La, bất cứ tỉnh nào shop cũng ship được hết cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm. Còn những anh em nào mà trong phạm vi Sài Gòn có muốn qua xem xe thì qua địa chỉ là 37/15 đường Lâm Thị Hố ha, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Đó. Qua xem xe trực tiếp, hoặc là những anh em ở xa có cọc là có ship xa cho những anh em ở xa, những anh em ở xa cứ yên tâm. Đó, đi một vòng cho anh em xem xe. Và giá của em nói là 18.500.000 anh em ha. Có cọc là có ship xa cho anh em. Máy là xe này shop có làm máy rồi nên máy móc là shop bao anh em, nên anh em có bị yên tâm. Từ máy móc dàn ngoài, cái này di động zin anh em ha. Nó hơi xấu. Nó hơi xấu. Di động zin. Đó. Yên là shop làm hết rồi ha. Đầy đủ hết, full chức năng hết. Anh em về là chỉ có vô đổ xăng, là ra chạy là đua thôi, không có làm gì hết. À, rồi đây, thì sẵn đây nè, sẵn đây thì shop sẽ review cho anh em luôn. Sẵn đây review cho anh em pha đèn MD zin. Đó, anh em nào mà bữa dặn shop ha. Đây, pha đèn MD zin thì những anh em đã biết rồi, mua đồ bên shop là đã biết rồi ha. Đây, hàng là phải cực kỳ chuẩn, đẹp, dòng Curon đẹp ha, dòng Curon đẹp ha. Pha đèn, đây. Và giá của mực pha đèn MD hôm nay là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000 một bộ ha, 1.500.000 một bộ. Đây là pha đèn MD 50 đó, mới về được 20 cái cho phục vụ những anh em ở xa đó. Với có một cái ông chú, ông không có xài Zalo, ông kêu shop quay cái ba ga chuột. Hồi sáng ông vừa mới điện thoại, ông kêu quay cái ba ga chuột cho ông coi, ông kêu là cái ba ga chuột này là bảo đảm hàng cao cấp, hàng shop làm là shop đặt. Đây. Hàng loại 1. Dày lắm. Hàng là bao dày luôn anh em có bị yên tâm. Đây ông quay trong ông anh coi đi. Sáng ổng điện ổng kêu quay, có chiều có quay xe hay gì là quay giống tôi. Tại vì có nhiều anh em, nhiều ông chú người ta không có xài Zalo á anh em. Người ta không có xài Facebook, Zalo. Ông này ổng ở ngoài Quy Nhơn. Đó. Thì sẵn mình quay thì mình quay luôn cho anh em xem luôn ha, quay cho ông chú xem luôn. Chiếc yên nữa, yên đế sắt điểm liên á, coi kéo hả ta, kéo cắt ra cho anh em xem. Thì ánh sáng, để em chúc ánh sáng. Rồi. Đây, ba ga chuột ha. Cái này là mã số 2, thì những anh em mà có theo dõi kênh của shop thì cũng biết rồi ha. Ba ga chuột mẫu số 2, giá của nó là 330.000. Cái này là mã số 2 anh em ha. Thì mấy bữa trước những anh em mà có theo dõi kênh của shop á, thì của shop đã review những các loại ba ga cho anh em rồi ha. Từ số 1 tới số 12, bên shop là có tới mười mấy loại ba ga là anh em đó. Nhưng mà nếu mà nói gắn với các dòng xe như 67, 68, CL, CD thì shop vẫn thích cái này hơn, tại vì rất là chắc chắn ha, rất là chắc chắn, loại dày
330 một cái anh em ha. Đó, cái này là quay ông anh Quy Nhơn ha, ở Quy Nhơn hồi sáng ông điện, hồi sáng điện cho shop. Đó là chiều nay mà có quay gì thì review đó. Review cho ông anh luôn. Đây. 3 ga. Đó. Còn mà những anh em mà đây. Còn thì bên shop là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết anh em ha. Những anh em xem mà cũng muốn shop review món nào cứ bình luận ở dưới thì shop sẽ review cho anh em. Đây là yên CDS đế sắt niệm liên á ha. Này được shop đặt. Đây. Được shop đặt ha. Gắn cho bình xăng CDS. Đó, cái này mình gắn muốn gắn bình màu đen cũng được, gắn màu bạc cũng được. Giá của nó là 600.000 một cái anh em ha. Đế sắt niệm liên á, cái này shop đặt làm. Tem chống hàng giả ha. Đây là tem niệm liên á trong. Đó. Thì những anh em xem mà có muốn shop review món nào thì cứ bình luận dưới thì shop sẽ review cho những anh em ở xa xem ha. Ha anh em. Đó, từ phụ tùng từ các món anh em thích món nào thì shop sẽ review món đó cho anh em. Ghi đông MD, ghi đông MD zin thắt tay con. Đây rồi. Ghi đông MD zin thắt tay con ha. Đây. Đó. Cái này là quay một chút gửi mấy cây cho ông. Đây. Quay sẵn thấy đầu MD quay cho anh em luôn. Đây, mà cái này hình như là hôm qua mấy bữa trước là sắp có quay cho anh em rồi ha, có báo giá với anh em rồi. Nói chung là đầy đủ anh em, từ ghi đông MD, dè, phục, đầy đủ hết. Không biết là anh em cần món nào, cho anh em cần món nào thì cứ bình luận ở dưới thì sắp sẽ review cho anh em ha. Từ pha đèn 67, pha đèn CD, pha đèn MD, đầy đủ hết. Dè, dè sau, dè trước sau, dè đầy đủ hết anh em ha. Dè 67, 68, CL, CD, đầy đủ hết, không thiếu món nào cho anh em hết. Từ máy móc tới dàn ngoài ha. Anh em có kết nối với shop Vũ Trần 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Rồi, đây quay lại con xe của mình. Đó. Sáng mai đi, để sáng mai rảnh rảnh shop sẽ quay vài loại phụ tùng cho những anh em ở xa, bữa giờ không có quay phụ tùng cho anh em ha. Thì sáng mai shop sẽ quay phụ tùng cho anh em. Đây là những con xe đang đặt. Đây là khu khách đặt. Đó, những anh em đang đặt. Đó, sơn xong con nào là shop dọn đó, đây con. Đó. Dán. Bên shop thì nghỉ trễ lắm, phải tầm 8-9 giờ mới nghỉ luôn. Ngày nào cũng vậy ha. Đây, rồi, quay lại với con xe của mình đi. Đó, quay lại con xe của mình. Giá của nó, con này đúng giấy của 67 ha, biển số 70 Tây Ninh. Giá của em nó là 18.500.000. Đó, có cọc và có ship xa cho những anh em ở xa. Shop mới làm nên em cứ yên tâm ha. 18.500.000. Rồi, cảm ơn với anh em đã xem video ha. Nhớ anh em nào mới xem nếu cảm thấy hay nhớ cho shop một like và một chia sẻ ha. Rồi nhớ cảm ơn với anh em đã xem, luôn luôn ủng hộ kênh của shop ha. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em ha. Chúc anh em một buổi tối mát. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.